Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel của Máy Sóc Yến Dương nha. Thì hôm nay kênh của mình sẽ đăng cho mấy bạn xem về một cái chiếc máy xúc đất mở dịch. Chiếc này mới đấu cần mới luôn nha bạn, mới lấy chiếc máy về luôn. Đây là ngày đầu tiên của máy làm việc. Đây là chiếc máy Sumitomo S265 nha. Rồi giờ mấy bạn xem chiếc này nó làm việc như thế nào. Giờ là nó đang gấp đất bỏ trên xe ben nè các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, cảm ơn.